Pháp thoại 4. Một mái nhà Mong sao, không thấm dột Nội dung của ba giỏ thánh điển đã được giảng dạy do bởi Đức Phật rất là quảng bác mà không thể nào biết được hết tất cả chúng chứa đựng. Chỉ khi nào các con là bậc thông minh thì các con sẽ có khả năng liễu tri một cách rõ ràng những gì mà các bậc tu sĩ đã có được giảng dạy cho chúng con với tấm lòng từ bi. Các con phải chú ý duy nhất tới điều này kính bạch ngài, chúng con hoàn toàn không hiểu được ý ngài muốn nói. Các con phải chú ý duy nhất tới điều này. Hãy để sư cố gắng giải thích trong phương thức này. Nếu các con xây dựng một ngôi nhà, các con đặt một mái nhà lên trên đó, có phải không? Dạ thưa phải, kính bạch ngài. Chúng con bao phủ nhà của chúng con với những cái mái nhà. Khi các con đặt mái nhà lên, các con đảm bảo rằng nó không thấm nước, phải không? Nếu các con bao phủ căn nhà của các con kỹ lưỡng và trời mưa nhẹ hạt thì mái nhà sẽ thấm dột không? Dạ thưa không, kính mạch ngài. Nó sẽ không bị. Và nếu trời mưa nặng hạt thì mái nhà sẽ thấm dột không? Dạ thưa không, kính mạch ngài. Vì khi ánh nắng mặt trời thiêu đốt, nó sẽ vẫn cho các con chỗ nương náo tốt lành không? Dạ nó sẽ cho, kính mạch ngài. Vì sao việc này lại như thế? Vì lẽ mái nhà của các con đã khéo lợp. Các con có khả năng sẽ biết được mái nhà của các con bị thấm dột hay là không? Sao cần mưa chăng? Dạ thưa có, kính bạch ngài. Khi trời mưa thì sẽ dễ dàng phát hiện ra. Các con thấy đấy. Các con nghĩ rằng giáo lý của Đức Phật quả là quảng bác và phong phú. Tuy nhiên, quả thật, chúng chỉ là con đường độc đạo để giải thoát khỏi khổ đau. Chỉ khi nào các con nắm bắt một đối tượng của thiền định đã được chỉ dạy do bởi Đức Phật và theo đuổi lấy nó với sự nỗ lực kiên định cho đến tận cùng thì có thể các con khẳng định một cách chính xác rằng mái nhà của các con không bị thấm dột nữa nếu mái nhà của các con vẫn chưa là không thấm nước mưa thì các con phải tỉnh giác về điều này chắc hẳn có nhiều ngôi nhà trong khu phố của các con và tất cả chúng đều có mái nhà phải dùng những vật liệu chi để lợp mái nhà có những mái nhà lợp bằng tôn thiết dợn sóng có những mái nhà bằng ngói có những ngôi nhà được lợp với những lá câu dừa và bằng lá tre Đúng vậy. Lẽ tất nhiên rồi. Bây giờ, nếu một mái nhà lát cao dừa được lợp khéo thì có đáng tin cậy không? Ồ, dạ thưa có, kính mạch ngài. Nó sẽ không thấm dột. Nếu một mái nhà tráng thiết được khéo lắp ráp thì nó không thấm nước mưa không? Dạ thưa có, kính mạch ngài. Nó được. Các con nghĩ sao về mái nhà ngói được khéo lợp? Nước mưa sẽ không thấm qua, kính mạch ngài. Các con nghĩ sao về mái nhà bằng tre? Hoặc mái nhà được làm bằng những tấm ván nếu chúng đã được khéo thực hiện thì chúng không thấm nước, kinh mạch ngài. Như thế, nếu các con dùng vật liệu để lập mái nhà mà các con ưa thích nhất và tạo dựng một ngôi nhà có cái mái tốt đẹp, thì nó sẽ cho các con chỗ nương nấu khi trời mưa và khi trời nắng hạn đúng không? Nếu các con lợp nó khéo, nó sẽ không thấm dột kính bạch ngài Chúng ta đang tạo dựng những mái nhà bởi vì chúng ta không muốn bị ướt khi trời mưa, chúng ta muốn tránh ánh nắng mặt trời thiêu đốt giáo lý của Đức Phật hiện đang còn hiệu lực. Hãy nắm bắt lấy một trong những kỹ thuật mà Đức Phật đã dạy, thiết lập sự nỗ lực kiên định và tu tập. Chỉ khi nào các con thực hiện việc tu tập của các con kiên định tương tự như một mái nhà, và sự tham lam, sự sân hận, sự thiếu hiểu biết không thể nào thẩm thấu qua được. Chỉ khi mái nhà không bị thấm dột thì chúng ta mới có thể nói rằng chúng ta có nơi nương nấu. Nếu mái nhà vẫn còn bị thấm dột mưa, việc này do bởi nó được lợp. Tốt! hay là bởi nó không được lợp tốt? Là do bởi nó không được lợp chu đáo kính bạch ngài. Nó đang bị thấm dột là do bởi lá câu, lá dừa không phải là một vật liệu để để lợp mái nhà tốt. Dạ thưa không, kính bạch ngài, các lá câu, lá dừa là một vật liệu tốt để lợp mái nhà. Hay là do bởi tôn thiết, dẫn sống, hoặc các ngối hay là tre, hoặc là tấm ván không thích hợp để làm vật liệu lợp mái nhà? Dạ thưa không, kính bạch ngài, tất cả những vật liệu này đều hoàn toàn tốt cả. Thế thì vì sao mái nhà lại thấm dột dạ vì nó không được khéo tạo dựng kính bạch ngài nhưng lẽ tất nhiên việc khiếm khuyết này đang hiện bại có khó khăn để sửa chữa nó hay không nếu là một người khôn khéo thì hết sức dễ dàng kính bạch ngài hãy nói cho sư được biết nếu nó thấm dột ở một vài nơi thì các con phải làm gì chúng con phải vá nơi thấm dột kính bạch ngài quả thật cũng y hệt như trong thiền định ngay bây giờ các con cố gắng nỗ lực thì không có sự thấm dột. Các con được an toàn nếu sự tham lam, sự sân hận, sự thiếu hiểu biết vẫn cứ ri rỉ ra rã vào. Bất chấp việc tu tập của các con về giáo lý của Đức Phật, các con phải biết tỉnh giác một cách thực tế rằng mái nhà của các con vẫn chưa, vẫn chưa phải là không thấm nước mưa. Các con cần phải biết liệu mái nhà của các con đã tạo dựng cho chính căn nhà của mình là không cho nước mưa thấm dột vào hay không. Kính bạch ngài, các con có tất cả các vật liệu để lập mái nhà, tuy nhiên mái nhà vẫn đang bị thấm dột. Chúng con muốn được biết kỹ thuật về việc tạo dựng một mái nhà tốt đẹp. Đừng tạo dựng một cái mỏng, mái nhà lung lay. Tạo dựng một cái dày, mái nhà vững chắc. Làm thế nào chúng con tạo dựng được một mái nhà vững chắc kính mạch ngài? Trong khi chúng con đang ngồi nơi đây như thế này, chúng con vẫn chịu đựng sự ước sũng do bởi nước mơ. Những bậc trí tuệ ở thời cổ xưa đã tu tập giáo lý mà không cho phép các sự nỗ lực của họ bị thói giảm trong bất kỳ một oai nghi nào trong bốn oai nghi. Và họ vẫn duy trì sự tiếp nối một cách hoàn hảo về sự tỉnh giác mà không bao giờ có bất kỳ một khoảng cách nào. Các con cũng phải tu tập theo phương thức này. Các môn đệ của Đức Phật đã thiết lập sự tỉnh giác với điểm chạm và thế rồi đã không cho phép tâm thức của mình di chuyển đến một đối tượng khác bây giờ. Có thể nào, những cơn mưa về sự tham lam, sự sân hận và sự thiếu hiểu biết vẫn còn tác động đến những bậc đã có sự kiên định đấy chăng? Dạ thưa không, kính bạch ngài, chúng không thể nào. Nếu các con thiết lập cùng một phẩm chất của sự tỉnh giác, bất luận là đang ngồi, đang đứng, đang đi, thì nước mưa sẽ vẫn có thể thâm nhập vào mái che chở của các con không? Kính bạch ngài, kính xin vui lòng chỉ dạy cho các con cái kỹ thuật mà đã đem lại cho chúng con sự nương nấu. Hãy nói cho sư được biết, tất cả các con đang hít thở, phải không? Ồ, dạ, thưa phải, kính bạch ngài, tất cả đang hít thở các con bắt đầu hít thở lần đầu tiên khi nào thế nào lẽ đương nhiên khi chúng con đã được sinh ra kính bạch ngài các con có hít thở trong khi các con đang ngồi không dạ thưa có kính bạch ngài các con có hít thở trong khi các con đứng đi đang làm việc không lẽ đương nhiên rồi kính bạch ngài khi các con quá xá bận rộn và có rất nhiều việc phải làm các con ngưng việc hít thở và nói rằng xin lỗi hiện giờ tôi không có thời gian để thở có quá nhiều công việc dạ thưa không kính bạch ngài chúng con không có làm vậy các con có hít thở trong khi các con đang ngủ không? dạ thưa có kính bạch ngài chúng con có thế thì các con vẫn phải đi tìm cái hơi thở này phải không? dạ thưa không kính bạch ngài nó thường luôn ở nơi đó không có một ai lớn hay nhỏ là những người không biết làm thế nào để hít thở bây giờ hơi thở này sẽ xúc chạm ở nơi đâu khi các con thở ra một nơi nào đó ở bên dưới cánh mũi ở trên cái môi trên kính bạch ngài và khi các con hít vào ở cùng một điểm chạm kính mạch ngài. Nếu các con có sự chú ý vào điểm chạm nhỏ này và sự xúc chạm của không khí khi các con hít vào thở ra, các con không thể nào tỉnh giác về điểm đó chăng? Có thể được, kính bạch ngài. Khi các con tỉnh giác như thế, thì vẫn còn có sự tham muốn ác cảm thiếu hiểu biết và sự u não chăng? Dạ thưa không, kính bạch ngài. Các con thấy đấy, các con có thể vượt qua khỏi sự khổ đau nghe thức thị. Nếu các con làm theo giáo lý của Đức Phật, các con lập tức trở nên hạnh phúc. Nếu các con tu tập và tôn kính giáo Pháp, các con loại trừ những đau khổ trong khoảnh khắc hiện tại và luôn cả những đau khổ ở thời vị lai. Nếu các con có niềm tin vào các vị tu sĩ, các vị giáo thọ, niềm tin này sẽ cho kết quả trong việc loại trừ đau khổ ở ngay hiện tại và vị lai. Con đường duy nhất ra khỏi sự khổ đau là làm theo giáo lý của Đức Phật. Ở ngay khoảnh khắc này, các con đang tôn kính giáo lý bởi việc thiết lập sự tỉnh giác. Các con có còn phải đi và vấn hỏi những người khác làm thế nào giáo pháp nếu đã có sự tu tập mang lại ngay tức thì sự giải thoát khỏi khổ đau không? Tự bản thân của chúng con đã có kinh nghiệm về điều này do đó chúng con không cần phải đi và vấn hỏi những người khác chi nữa. Nếu tự bản thân các con biết được, có còn sự nghi ngờ và sự lưỡng lự không? Dạ thưa không, kính bạch ngài. Bởi do sự duy trì, sự chú ý của các con vào điểm chạm trong thời gian ngắn, các con có thể hiểu biết được rất nhiều về điều này. Điều chi sẽ xảy ra nếu như các con gìn giữ tâm thức của mình đã được tập trung trong một thời gian lâu dài? Sự hiểu biết sẽ trở nên sâu sắc hơn, kính mạch ngài. Nếu thời gian của các con đã hết, các con phải mệnh chung, trong khi sự chú ý của các con tập trung vào điểm trạm. Thì có lý do để lo lắng không? Không cần phải lo lắng về vận mệnh của một con người nếu ta mạnh chung trong khi tâm thức được kiểm soát. Điều này đã giải thoát chúng ta ra khỏi khổ đau của vòng tục sinh và chính bản thân của chúng ta khám phá ra điều này chúng ta không cần phải vấn hỏi những người khác về việc đó nếu chúng ta thiết lập sự nỗ lực một cách mạnh mẽ kiên định theo đúng sở nguyện cầu của chúng ta cho sự giác ngộ còn có lý do gì để nghi ngờ tôi có đạt được điều đó hay là tôi không có dạ thưa không kính bạch ngài chúng ta vượt khỏi sự nghi ngờ thế thì sau khi các con có lòng tự tin hoàn toàn vào điều mà các con đang làm và do nhờ sự nỗ lực của các con mà yếu tố cần như ý túc khởi sanh giả sử có người đi đến và nói với các con bạn vẫn chưa đạt được điều chân thiện làm thế nào bạn có thể thành công được nhỉ sự nghi ngờ sẽ khởi sanh ở trong các con có phải không dạ thưa không kính bạch ngài các con có biết rằng cho dù các con đoan chắc rằng với sự tu tập của mình thì các con sẽ có khả năng để đạt được mục tiêu người khác có thể nói với các con rằng các con sẽ không có được đâu kính bạch ngài chính tự mình liễu tri thì cho dù người ta có thể nói bất cứ điều chi, mình cũng không còn có điều gì nghi ngờ. Nếu không chỉ là 100 người, hoặc là 1.000 người đi đến đối với các con rằng điều mà các con đang làm là không tốt, mà là toàn bộ thị trấn đối với các con điều đó thì sao? Cho dù nếu toàn bộ thị trấn đi đến, sẽ không khỏi sanh sự nghi ngờ, kính bạch ngài. Đúng vậy, các con biết các con đã thiết lập được bao nhiêu sự nỗ lực. Ấy thế mà, đừng nghĩ rằng các sự nỗ lực của các con đã hoàn hảo các con mới chỉ là đang bắt đầu vẫn còn có rất nhiều cơ hội để cải tiến trong khi các con ngồi đi đứng và làm việc thì có thể thường luôn tỉnh giác vào hơi thở vô và hơi thở ra phải không dạ thưa phải kính bạch ngài nếu các con tập trung sự chú ý của các con vào điểm chạm thì các con không được an vui chăng dạ thưa không kính bạch ngài nhân loại chư thiên chư phạm thiên và với những vị đã được đón nhận giáo lý sau sự giác ngộ của Đức Phật đã tu tập một cách liên tục và do đó các sở nguyện cầu của họ để cho việc giác ngộ đã hoàn thành viên mãn. Những điều mà Đức Phật đã giảng dạy đã được lưu trữ trong tâm tạng. Nếu các con gìn giữ sự chú ý của mình đã được tập trung vào điểm chạm và hơi thở vô và hơi thở ra thì toàn bộ của tâm tạng là tại nơi đó. Chúng con hoàn toàn không thể hiểu được điều này kính bạch ngài. Trời ơi! Vì sao các con lại không hiểu biết điều này? lẽ tất nhiên là các con hiểu biết chứ. Nhưng mà các con muốn đoan chắc rằng chúng con hiểu biết điều này một cách chi tiết, kính mạch ngài. Các con đã hiểu biết hết rồi. Có phải là các con muốn kiểm tra xem tất cả những điều đó là giáo lý của Đức Phật đã có sự bao hàm trong sự tỉnh giác này hay không? Nhưng mà, kính mạch ngài, sự tỉnh giác của chúng con thì không đủ sâu để kiểm tra điều này. Nhưng mà các con có thể bạn có bản thảo, bàn thảo về những pháp thoại của Đức Phật những điều giới luật của các vị tu sĩ và triết học vô thủy pháp. Khi chúng con thảo luận về những điều này, chúng con chỉ nói mà thực ra chẳng có sự hiểu biết. Cuộc nói chuyện ở trong tứ đế bây giờ nếu các con nhìn giữ sự chú ý của mình vào điểm chạm này, các con có thể nói cho sư biết là toàn bộ các giáo lý có sự hiện hữu ở nơi đó không? Chúng con không biết kinh mạch ngài. Các con không có nói cho sư biết là vì các con đã mệt mỏi chăng? Dạ thưa không, chúng con không có mệt mỏi, chúng con muốn được trả lời. Nếu chúng ta muốn thực hiện một sự chấm dứt những khổ đau, chúng ta phải quán sát sự vận hành của tâm thức, danh và thể chất sắc. Mọi người đều nói điều này, thể chất sắc đã được hợp thành bởi tám nguyên tố cơ bản, tám sắc bất ly, có 53 thuộc tâm thức đi cùng. Tâm và 52 tâm sở. Tất cả các con số có thể nói cho sư biết điều này, mà các con không cần phải chuẩn bị hay suy nghĩ trước. Tứ đại nguyên tố đại hiển, bốn sắc phụ thuộc y sinh. Tứ đại nguyên tố là đất, nước, lửa, không khí. Bốn nguyên tố này chỉ thuần tí vận hành, thí dụ, hỏa bao gồm tất cả các nhiệt độ xe khác, địa, đặc tính của sự cứng, sự mềm, phong là sự chuyển động, thủy là sự cố kết, khi bốn đặc tính này, bốn sắc phụ thuộc, sắc khí, vị, vật thực kết hợp chung với nhau, đơn vị cực tiểu của thể chất, sắc, một tổng hợp hình thành ra chúng sạch. Các con thì thông minh, khi những người khác thảo luận về giáo lý, các con chỉnh lý họ và nói cho họ biết họ đã lầm lạc ở nơi đâu, họ đã thiếu sót một vài điều ở nơi nào. Các con có sự bác bẻ họ và bình phẩm họ các con đang tranh luận như thế này phải không chúng ta mới vừa nói rằng vật thể mà bất liễu tri là thể chất sắc và thực thể mà liễu tri là tâm thức danh hai thực thể này ắt hẳn phải rõ đối với các con ở dưới điều nào của hai thực thể diễn ra nơi điểm chạm dưới cánh mũi đó là tâm thức danh hay là thể chất sắc con nghĩ rằng điểm chạm là thể chất sắc thân thanh triệt, sắc cảm xúc. Thông qua chúng, chúng con cảm nhận xúc giác là sắc. Tuy nhiên, với những người nghiên cứu triết học vô tỷ pháp nói cho chúng con biết rằng chúng con chỉ là các chỉ biết các khái niệm chế định và cái điểm chạm cũng chỉ là một khái niệm kính bạch ngài. Khi chúng con tranh luận với những người mà họ tinh thông, tổng hợp nội dung vô tỷ pháp thì chúng con trở nên giận dữ và đã thảo luận so nổi gặt hái một chút phước báu tổng hợp nội dung vô tỷ pháp là một bản nghiên cứu xúc tích về và sự giới thiệu vô tỷ pháp. Nó đã được biên soạn bởi một vị tu sĩ có tên gọi là Anuruddha là vị, có thể đã sinh sống ở nước Tích Lan giữa thế kỷ thứ 8 và thế kỷ thứ 12 sau công nguyên. Nó đã được nghiên cứu rộng rãi bởi các vị tu sĩ và các vị tại gia cư sĩ trong nước Miến Điện. Có hai bản dịch bằng tiếng Anh ngữ, khái lược về triết học của ông Wei Un xuất bản đầu tiên do bởi Hiệp hội Văn bản Pali. Giáo khoa thư về vô tỷ pháp do Đại trưởng lão Narada xuất bản lần đầu tiên do bởi Hiệp hội xuất bản Phật giáo vào năm 1956. Bản hiệu đính lần thứ ba năm 1975. Nếu các con không giữ gìn sự chú ý của mình vào điểm chạm lẽ dĩ nhiên các con sẽ dính líu lôi cuốn vào trong những cuộc thảo luận. Nhưng mà kính bạch ngài nếu chúng con không trả lời chúng con phải chấp nhận sự bất tự sự thất bại hãy nói cho sư biết các con phải làm điều chi khi các con đang đói chúng con phải ăn cơm kính bạch ngài các con nghĩ sao về các vị tu sĩ các con phải cúng dường đến họ điều chi để làm bớt cơn đói của họ chúng con dân cúng đến họ cơm cống hiến kính bạch ngài trong ngôn ngữ của miếng điện có một danh từ và một động từ để chỉ hoặc kết hợp với vị tu sĩ đối với cơm gạo cúng dường các vị tu sĩ một từ ngữ khác biệt sẽ được dùng so với cơm gạo được tiêu thụ của người thái tục. Ngoài ra, còn có những từ ngữ tu sĩ một cách đặc biệt cho việc ăn như độ thọ, việc ngủ nghỉ như chỉ tịnh, việc đi đứng, ngự đến quan lâm, việc nói chuyện, thuyết giảng. Văn hóa Miết Điện không chỉ sử dụng các từ ngữ đặc biệt này để biểu thị sự kính trọng của mình khi nói chuyện với một vị tu sĩ mà ông ta hoặc là cô ta còn tự đề cập đến bản thân mình như là đệ tử của Ngài, các vị tu sĩ như là Thượng Đế. Cơm cống hiến mà họ ăn và cơm các con ăn thì cả hai hoàn toàn khác nhau không? Chúng không có sự khác nhau kính bạch Ngài với mục đích để biểu thị lòng tôn kính đối với các vị tu sĩ. Chúng con gọi cơm của họ là cơm cống hiến, tuy nhiên nó cũng giống như những gì chúng con ăn. Như thế, cho dù chúng con gọi đó là cơm hay là cơm cống hiến, nó sẽ là thỏa mãn cơn đói của chúng con. Và dạ thưa phải kính bạch Ngài, cả hai đều lấp đầy cái bao tử bao giờ các con nghĩ sao về cái mũi cái điểm chạm các con có thể gọi nó bằng cái tên thông thường của nó hay là có thể gọi về cái vật cảm xúc giác quan nó thì quả thật cũng giống như cơm và cơm cống hiến thì có đáng để tranh cãi về điều đó không dạ thưa không kính bạch ngài không cần thiết cho cuộc thảo luận dài dọc liệu tri được điều này các con sẽ ngừng việc tranh cãi hay là các con sẽ tiếp tục các việc tranh luận của mình dạ thưa không kính bạch ngài chúng con sẽ không tranh luận tuy nhiên các sinh viên vô tỷ pháp thì họ sẽ việc nghiên cứu vô tỷ pháp dành cho các vị tại gia cư sĩ đã được hồi sinh ở nước miến điện do bởi một vị tu sĩ tài danh đại trưởng lão lê di vào thời điểm chuyển giao thế kỷ trong hầu hết các thị trấn rộng hiệp hội vô tỷ pháp là những nơi mà tổng hợp nội dung vô tỷ pháp đã được giảng dạy một cách đặc biệt trong trường hợp đó các con chỉ cần không tham gia vào các cuộc thảo luận về các vấn đề như thế, các con đã hiểu biết ngay từ đầu cho đến cuối rằng cơm cùng với cơm cống hiến đều giống như hệt nhau. Tuy nhiên, chúng ta phải nói về điều đó để mà chúng chúng ta được liễu tri. Bây giờ, chúng ta gọi cái thực thể mà được tỉnh giác đó là chi? Nó được gọi là tâm thức danh kính bạch ngài. Chỉ khi nào các con đạt được sự luôn kiểm soát tâm thức của mình để mà nó không nhảy từ đối tượng này sang đối tượng khác thì các con có khả khả năng phân biệt một cách rõ ràng giữa tâm thức danh và thể chất sắc. dạ đúng vậy kính bạch ngài. bây giờ chúng ta có khả năng phân biệt giữa tâm thức danh và thể chất sắc. các con đạt được sự liễu tri về tâm thức danh và thể chất sắc này thì được gọi là sự hiểu biết minh hay là sự thiếu hiểu biết vô minh. điều đó được gọi là sự hiểu biết minh kính bạch ngài. khi các con có khả năng phân biệt một cách rõ ràng giữa tâm thức danh, thể chất sắc thì sự thiếu hiểu biết vẫn còn hiện hữu chăng và dạ thu không kính bạch ngài vô minh đã tẩu thoát khi các con tập trung vào điểm chạm thì có sự hiểu biết và sự thiếu hiểu biết đã bị cấm chỉ bây giờ nếu chúng ta tiếp tục tập trung vào điểm chạm liệu sự thiếu hiểu biết lại nảy sinh một lần nữa không và dạ thưa không kính bạch ngài nó sẽ quay trở lại đúng vậy các con thấy đấy các con phải thiết lập sự hiểu biết trong phương thức này bây giờ các con đã tìm thấy được nó thì không cho phép nó trốn thoát một lần nữa các con có thể bị chinh phục một cách bất thịnh lệnh bởi sự si mê nếu sự hiểu biết của các con không cần tăng trưởng trong từng khoảnh khắc. Bậc thiện nhân vẫn còn phải kêu ca và than phiền nói rằng thật là khó khăn để thoát khỏi vô minh một khi họ đã được truyền trao giáo lý của Đức Phật mà đó là những lợi khí để chiến thắng và đánh bại sự thiếu hiểu biết. Dạ thưa không. Kinh mệnh ngài, họ không nên than phiền tất cả họ cần làm là phải ra sức nỗ lực. Như thế, các con nhận thức rằng tất cả những điều mà Đức Phật đã giảng dạy được bao hàm ở trong thiền định này. Nếu các con ra sức nỗ lực chính tự mình thiết lập trong sự nỗ lực hoàn hảo, thế thì các con đạt được trọn vẹn và sự hiểu biết. Các con đã nói với sư rằng, có nhiều thể loại, vật liệu phù hợp để tạo dựng một mái nhà tốt đẹp, không chỉ là một mái nhà bằng thiết, bằng mái lá, mái câu, dừa, thì mới được an ổn. Các con có thể chọn lựa từ nhiều thể loại vật liệu khác nhau. Sư nghĩ, các con có thu thập khá nhiều thể loại vật liệu để làm mái nhà tốt đẹp. Bây giờ, chắc hẳn các con tạo dựng được một ngôi nhà mà quả thật là bảo vệ được cho các con chống lại cơn mưa. Một khi các con đã tạo dựng được một nơi đương đấu tốt đẹp, các con sẽ không bị ướt và các con sẽ không phải chịu cảnh khổ của sức nóng mặt trời nữa. Nếu các con xây dựng chỗ nương đáo của các con trong khu rừng rậm thì đó sẽ là tốt đẹp không? và thưa có, kính bạch ngài, nó sẽ là. Nếu các con tạo dựng một mái nhà trong thành phố nó sẽ được an ổn, kính mạch ngài. Có tạo ra sự khác biệt bất kỳ nào trong không khi các con xây dựng chỗ nương náu của các con trong đất nước này hoặc bất kỳ đất nước nào khác kính bạch ngài nó sẽ cung cấp chỗ nương nấu ở chỗ này hoặc chỗ nọ các con có hạnh phúc nếu như các con bị ướt sũng bởi mưa hoặc nếu các con phải sống dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt không dạ thưa không kính bạch ngài con sẽ được hạnh phúc trong trường hợp đó hãy ra sức nỗ lực trọn vẹn để mãi mãi không chịu khổ bởi ánh nắng mặt trời và cơn mưa nữa